Nếu tôi có thể là người đàn ông của em, tôi sẽ trân trọng em cả đời. Tôi muốn tương lai của tôi và anh Dũng tốt hơn. Vì vậy nên tôi chấp nhận hy sinh. Hy sinh? Tại sao phụ nữ các người ai cũng giống nhau vậy? Cứ nghĩ hy sinh là vĩ đại lắm hả? Em có biết hy sinh là sự trói buộc không? Em có biết hy sinh đến cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu cạn kiệt rồi chết dần chết mòn đến mức không còn lại chút gì không? Hủy giao dịch. Tôi không bán nhà nữa. Tụi mình sắp có nhà mới luôn rồi. Nhà xịn luôn đó. Nghe máy đi. Anh đang làm gì vậy? Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion tặng bạn ưu đãi 30% vé The Max.